Thưa quý vị, sáng nay, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đến dự và phát biểu tại buổi lễ tôn vinh 106 trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu năm 2022. Lễ tôn vinh 106 trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu năm 2022 là hoạt động có ý nghĩa nhân văn rất lớn trong việc thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước đối với trí thức, thể hiện sự quan tâm, coi trọng, ghi nhận của Đảng, Nhà nước đối với trí thức có nhiều đóng góp tiêu biểu xuất sắc trong sự nghiệp phát triển đất nước, đồng thời góp phần nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và toàn xã hội về vị trí vai trò của đội ngũ trí thức và của Liên hiệp hội Việt Nam. Lễ tôn vinh trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu được tổ chức định kỳ 2 năm một lần, hoạt động góp phần tích cực vào công tác vận động trí thức, thúc đẩy sáng tạo khoa học và công nghệ, đẩy mạnh sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ quốc phòng an ninh và hội nhập quốc tế, đồng thời là hoạt động có ý nghĩa nhân văn rất lớn trong việc thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước đối với trí thức. Những người được lựa chọn tôn vinh là trí thức hoạt động trong các viện, trung tâm, cơ sở nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp hoặc cơ quan của các ngành, lĩnh vực, địa phương trong hệ thống Liên hiệp hội Việt Nam từ 10 năm trở lên, có uy tín khoa học, có nhiều đóng góp thiết thực hiệu quả, tầm ảnh hưởng đến sự phát triển của ngành, của cơ quan đơn vị, được xã hội công nhận, được cơ quan đơn vị đó đề cử và được các cơ quan đơn vị thuộc hệ thống Liên hiệp hội Việt Nam giới thiệu. Các trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu được lựa chọn đều có nhiều thành tích, công lao đóng góp xuất sắc trong hoạt động khoa học, công nghệ và công tác vận động trí thức. Sáng nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu Quốc hội thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ đã tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 15 theo hình thức trực tuyến. Cuộc tiếp xúc cử tri được kết nối điểm cầu Văn phòng Chính phủ với các điểm cầu tại 77 xã phường thị trấn thuộc 9 quận huyện và hội trường huyện ủy Phong Điền, thành phố Cần Thơ. Tại buổi tiếp xúc cử tri, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ đã báo cáo cử tri kết quả hoạt động từ kỳ họp thứ 2 đến nay và dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 15. Cử tri kiến nghị nghị quyết số 59 năm 2020 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 cần khai thác, sử dụng có hiệu quả tài nguyên trên nguyên tắc bảo vệ môi trường sinh thái, đề cao trách nhiệm, hiệu quả quản lý nhà nước, thu hút thực chất và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư từ mọi thành phần kinh tế cho phát triển kinh tế xã hội, nhất là cho phát triển cơ sở hạ tầng và các ngành kinh tế có tiềm năng, lợi thế đặc thù. Cùng với đó, trong triển khai các cơ chế đặc thù, cần bảo đảm nguyên tắc có lộ trình phù hợp thực tế và yêu cầu phát triển của thành phố, tạo môi trường sản xuất kinh doanh thuận lợi, bảo đảm sự thống nhất của thị trường, không cản trở lưu thông hàng hóa, dịch vụ, bảo đảm công khai minh bạch. Cùng với đó, các cử tri kiến nghị một số nội dung liên quan đến sửa đổi luật đất đai năm 2013. Các cử tri cho rằng cần thiết phải sửa đổi luật đất đai để quản lý, sử dụng đất đai đúng mục đích, có hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế xã hội, khắc phục tình trạng tham nhũng, tiêu cực về đất đai, gây bức xúc trong nhân dân. Khi xây dựng dự thảo sửa đổi luật, các cơ quan tham mưu cần tăng cường trách nhiệm, bảo đảm phù hợp với yêu cầu thực tiễn, có tính ổn định lâu dài, tránh tình trạng luật đưa vào thực hiện sau một thời gian ngắn lại sửa đổi bổ sung. Cử tri đề xuất trong quy hoạch sử dụng đất cần quan tâm đến quỹ đất dành cho việc xây dựng trường học, công trình phục vụ các hoạt động ở địa bàn dân cư như nhà sinh hoạt cộng đồng, khu dân cư ở đô thị. Cử tri đề nghị cần tăng cường quản lý nhà nước đối với tài nguyên cát, sỏi, tránh khai thác cát sỏi trái phép, không theo quy hoạch, đang diễn ra ở một số nơi, vừa gây thất thoát tài nguyên của nhà nước, vừa tác động xấu đến môi sinh, đồng thời cần quy trách nhiệm rõ ràng đối với các cấp được phân quyền quản lý. Các cử tri nêu nhiều kiến nghị liên quan đến đời sống nhân dân như đầu tư phát triển, hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông đồng bằng sông Cửu Long, chính sách hỗ trợ nông sản sạch, chất lượng cao, nông nghiệp hữu cơ để nâng cao giá trị hàng Việt, nâng cao thu nhập cho nông dân, sớm nghiên cứu xây dựng tuyến đường sắt từ thành phố Hồ Chí Minh đi Cần Thơ. Lãnh đạo thành phố Cần Thơ và đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ đã tiếp thu các ý kiến, kiến nghị, tâm tư, nguyện vọng của cử tri, giải đáp những vấn đề thuộc thẩm quyền, đồng thời tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri để gửi tới Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cơ quan của Quốc hội để xem xét, giải quyết. Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao các phát biểu hết sức trách nhiệm, tâm huyết, thẳng thắn, sát tình hình địa phương và đất nước, đi thẳng vào các vấn đề mà chính phủ và thành phố có trách nhiệm giải quyết trong thời gian tới đây. Thủ tướng bày tỏ chia sẻ với cử tri về những khó khăn, vất vả, mất mát do dịch bệnh gây ra trên cả nước nói chung và tại Cần Thơ nói riêng. Thủ tướng Phạm Minh Chính đã khái quát tình hình kinh tế xã hội, đối ngoại, đặc biệt là công tác phòng chống dịch COVID-19 trong năm 2021 và những tháng đầu năm 2022. Thủ tướng Phạm Minh Chính đã trả lời những nhóm vấn đề cụ thể, đáp ứng mong mỏi của cử tri thành phố Cần Thơ về các vấn đề liên quan đến hạ tầng giao thông, sửa đổi luật đất đai năm 2013, chính sách hỗ trợ nông sản sạch, chất lượng cao, nông nghiệp hữu cơ để nâng cao giá trị hàng Việt, nâng cao thu nhập cho nông dân, vấn đề thu hút đầu tư vào thành phố Cần Thơ. Thủ tướng giao nhiệm vụ cho các bộ ngành chức năng và lãnh đạo thành phố Cần Thơ tập trung giải quyết các vấn đề cử tri nêu, đáp ứng mong mỏi của cử tri thành phố Cần Thơ để từng bước xây dựng thành phố Cần Thơ thành trung tâm phát triển của vùng đồng bằng sông Cửu Long.
Những thông tin cụ thể hơn về cuộc tiếp xúc cử tri thành phố Cần Thơ của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trước kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 15, truyền hình nhân dân sẽ chuyển đến quý vị và các bạn trong bản tin thời sự chiều nay. Thưa quý vị, tại kỳ họp thứ 20 ngày 20 tháng 5, Ủy ban Kiểm tra tỉnh Hà Giang đã ký quyết định kỷ luật Đảng ủy Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, đồng thời thi hành kỷ luật với các cá nhân vi phạm điều lệ đảng, vi phạm pháp luật của nhà nước trong việc đấu thầu, mua sắm, quản lý trang thiết bị y tế và lĩnh vực tài nguyên môi trường. Quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với Đảng ủy Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Hà Giang do vi phạm trong việc đấu thầu, mua sắm, quản lý, sử dụng vật tư, trang thiết bị, sinh phẩm y tế phòng chống dịch COVID-19. Quyết định khai trừ đảng đối với cá nhân vi phạm gồm ông Nguyễn Trần Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc, bà Phan Thị Nga, trưởng khoa xét nghiệm chẩn đoán hình ảnh, bà Tô Minh Huệ, trưởng phòng tài chính kế toán của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Hà Giang, khiển trách bà Phan Thị Minh, nguyên phó bí thư huyện ủy, nguyên chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Yên Minh, nhiệm kỳ 2016-2021, ông Sùng Bí Thề, phó bí thư huyện ủy, chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Yên Minh, nhiệm kỳ 2021-2026 do vi phạm pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực khai thác khoáng sản trái phép gây thất thu lớn cho ngân sách nhà nước. Thời tiết nóng ẩm là điều kiện thuận lợi cho dịch bệnh tiếp tục gia tăng, đặc biệt là các bệnh như sốt xuất huyết, tay chân miệng, tiêu chảy do virus rota, lị, thương hàn, viêm não do virus, viêm não do não mô cầu, viêm não Nhật Bản, bạch hầu, ho gà có thể bùng phát. Bộ Y tế đã có công điện gửi Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố về việc tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh năm 2022. Bộ Y tế đề nghị Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo quyết liệt tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Chính quyền các cấp, các ngành, tổ chức chính trị xã hội phối hợp với ngành y tế triển khai quyết liệt đồng bộ các giải pháp phòng chống, ngăn chặn hiệu quả sự bùng phát dịch bệnh sốt xuất huyết, tay chân miệng, tiêu chảy do virus rota, viêm não, bạch hầu, ho gà và các dịch bệnh mùa hè khác trên địa bàn, chú trọng triển khai công tác phòng chống dịch bệnh tại các vùng sâu, vùng xa, vùng khó tiếp cận dịch vụ y tế, vùng đồng bào dân tộc sinh sống, khu vực di biến động về dân cư, có ổ dịch cũ và nơi có tỷ lệ tiêm chủng chưa cao. Triển khai chiến dịch vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, diệt muỗi, diệt loang quang bọ gậy trên địa bàn nguy cơ cao, đặc biệt tại các công trường xây dựng, nhà trọ, nhà trẻ mầm non. Giám sát chặt chẽ, xử lý ổ dịch kịp thời, cấp cứu điều trị người mắc bệnh theo hướng dẫn của Bộ Y tế, tăng cường chỉ đạo tổ chức triển khai công tác tiêm chủng thường xuyên, tiêm chủng bổ sung và tiêm vét ngay từ các tháng đầu năm 2022, đảm bảo tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ cho trẻ dưới 1 tuổi đạt trên 90% theo quy mô xã, phường và sử dụng hiệu quả nguồn vaccine. Hiện nay, số ca mắc bệnh tay chân miệng tại Đà Nẵng có chiều hướng tăng cao. Trước tình hình này, ngành y tế khuyến cáo các địa phương, cơ sở giáo dục và gia đình chủ động các biện pháp ngăn chặn, không để dịch bệnh lây lan, hạn chế đến mức thấp nhất số trường hợp mắc và tử vong do bệnh tay chân miệng. Ghi nhận tại Bệnh viện Phụ sản Nhi Đà Nẵng, số lượng phụ huynh đưa con đến khám vì các bé có biểu hiện mắc tay chân miệng tăng đột biến so với đầu năm 2022. Riêng tại khoa y học nhiệt đới, trung bình mỗi ngày khoa tiếp nhận điều trị khoảng 30 bệnh nhi và con số điều trị nội trú luôn ở mức 100 trường hợp. Phát hiện ra là sốt, cái nôn mửa đi cầu lỏng, được 3 ngày cái bấm đi viện, cái phát hiện ra là tay chân miệng. Các bác sĩ ở đây cho biết, hầu hết các trường hợp mắc tay chân miệng ở thể vừa, nhiều trường hợp trẻ được đưa đến cơ sở y tế khi đã có biểu hiện rõ rệt của bệnh. Trẻ mắc tay chân miệng có diễn tiến bệnh rất nhanh nên nếu chậm xử lý có thể ảnh hưởng đến sức khỏe sau này của trẻ như một số biến chứng nguy hiểm về thần kinh, ảnh hưởng đến tim mạch và hô hấp. Để phòng tránh bệnh lý tay chân miệng thì chúng ta cần phải là những trường hợp nào đã bị bệnh rồi thì chúng ta khuyến cáo các bậc phụ huynh nên cho em bé bị bệnh ở nhà trong khoảng thời gian từ 7 đến 10 ngày, không cho em bé đến trường để tránh lây lan cho những em bé khác. Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Đà Nẵng, hiện nay dịch bệnh tay chân miệng đang bước vào mùa cao điểm. Các gia đình cần chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch cần thiết. Khi phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh tay chân miệng, cần báo cho cơ quan y tế để có biện pháp can thiệp kịp thời. Trong lịch sử y tế nước ta, có không ít những mặt bệnh từng mang lại nỗi lo vô phương cứu chữa, đặc biệt là bệnh phong, một trong tứ chứng nan y, mang lại những nỗi đau cả về thể chất và tinh thần cho người bệnh. Thế nhưng, với những nỗ lực, Việt Nam đã loại trừ được bệnh phong, góp phần quan trọng của thành công trên chặng đường này là sự đóng góp của Bệnh viện Da liễu Trung ương.
Trải dài suốt 40 năm hình thành và phát triển, Bệnh viện Da liễu Trung ương đã ngày càng lớn mạnh, ứng dụng nhiều kỹ thuật mới, chuyên sâu trong điều trị bệnh về da và thẩm mỹ trong da liễu, ghi dấu trong khu vực và trên thế giới. Suốt chặng đường 40 năm phát triển, Bệnh viện Da liễu Trung ương không ngừng trau dồi kinh nghiệm, cập nhật các công nghệ mới nhất hướng tới mục tiêu giữ chân người bệnh trong nước, thu hút người bệnh nước ngoài, triển khai thực hiện các dịch vụ kỹ thuật cao theo hướng tiếp cận với kỹ thuật của thế giới, tăng cường hợp tác quốc tế và chỉ đạo tuyến. Bệnh viện điều trị thành công bệnh phong, từng bị coi là một trong tứ chứng nan y, đã giúp Việt Nam tạo gây được tiếng vang lớn trên thế giới khi là một trong những nước đầu tiên của châu Á đạt được loại trừ phong cấp quốc gia theo tiêu chuẩn của Tổ chức Y tế Thế giới. Thay mặt Đảng, Nhà nước trao tặng huân chương lao động hạng nhất cho Bệnh viện Da liễu Trung ương, lãnh đạo Bộ Y tế bày tỏ hy vọng bệnh viện tiếp tục phát triển, tạo được nhiều điểm nhấn và thành tựu trong tương lai. Nhân dịp này, trong hai ngày 20 và 21 tháng 5 tại Thanh Hóa cũng diễn ra hội nghị da liễu toàn quốc, quy tụ khoảng 1.000 chuyên gia bác sĩ nhằm tăng cường kiến thức, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn trong điều trị bệnh da, thẩm mỹ da. Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội vừa có dự thảo nghị quyết quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn thành phố Hà Nội từ năm học 2022-2023 đến năm học 2025-2026. Bậc trung học cơ sở có mức tăng học phí từ năm học 2021-2022 là 19.000 đồng đến 155.000 đồng lên 300.000 đồng một tháng. Năm nay, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội dự kiến mức thu học phí theo hình thức học trực tuyến bằng 75% mức thu học phí của các cơ sở giáo dục công lập đã được ban hành. Ngày 31 tháng 5 tới đây, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội sẽ công bố số lượng học sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 của từng trường trung học phổ thông công lập năm học 2022-2023. Học sinh tra cứu thông tin tại các phòng giáo dục và đào tạo hoặc cổng thông tin điện tử của ngành, địa chỉ https://hanoi.edu.vn. Kỳ thi học sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học 2022-2023 sẽ diễn ra vào ngày 18 và ngày 19 tháng 6 với 3 môn thi toán, ngữ văn và ngoại ngữ. Tiếp theo chương trình, đề xuất sân bay thứ 2 của vùng thủ đô tại huyện Thường Tín. Gia đình, điểm tựa của các vận động viên. Ngày 20 tháng 5, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái ký quyết định số 629 chỉ đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn xuất cấp không thu tiền 2.400 tấn hạt giống lúa, 55 tấn hạt giống ngô từ nguồn dự trữ quốc gia cho các tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Trị để hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai, khôi phục sản xuất. Hỗ trợ tỉnh Thừa Thiên Huế 1.500 tấn hạt giống lúa, 5 tấn hạt giống ngô, tỉnh Quảng Trị 900 tấn hạt giống lúa, 50 tấn hạt giống ngô. Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn xử lý cụ thể theo quy định, chịu trách nhiệm về thông tin và số liệu báo cáo. Ủy ban Nhân dân các tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Trị chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu báo cáo, thực hiện tiếp nhận, phân bổ và sử dụng số hạt giống cây trồng nêu trên kịp thời đúng quy định. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái mới đây cũng đã ký quyết định số 627 bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2022, thực hiện chương trình phát triển công tác xã hội và chương trình trợ giúp xã hội đối với người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí. Theo đó, bổ sung 512 tỷ đồng từ nguồn chi sự nghiệp đảm bảo xã hội của ngân sách trung ương năm 2022, trong đó bao gồm bổ sung 67,4 tỷ đồng cho các bộ, cơ quan trung ương, gồm Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội 59,4 tỷ đồng, Bộ Y tế 2 tỷ đồng, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, mỗi đơn vị 1 tỷ đồng, bổ sung 444,6 tỷ đồng cho 63 địa phương. Bộ Tài chính, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm toàn diện về tính đầy đủ, chính xác của nội dung và số liệu báo cáo đề xuất. Các bộ, cơ quan trung ương, địa phương căn cứ kinh phí được bổ sung nêu trên để thực hiện nhiệm vụ của chương trình. Việc quản lý sử dụng thanh quyết toán kinh phí được bổ sung bảo đảm đúng quy định, hiệu quả, tiết kiệm, công khai, minh bạch. Liên quan đến chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động, theo quyết định số 08 của Thủ tướng Chính phủ, Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, dự kiến Thành phố Hồ Chí Minh có gần 1,2 triệu người lao động được hỗ trợ tiền thuê nhà.
Qua khảo sát thống kê của Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh, dự kiến Thành phố Hồ Chí Minh có gần 1,2 triệu người lao động được hỗ trợ tiền thuê nhà với tổng kinh phí dự toán là hơn 2.000 tỷ đồng. Cụ thể có hơn 987.000 người lao động đang làm việc tại doanh nghiệp với kinh phí hơn 1.480 tỷ đồng, trong đó có 195.000 người ở khu công nghiệp, khu chế xuất, hơn 205.000 người lao động quay lại thị trường lao động với kinh phí hơn 616 tỷ đồng, trong đó có 24.000 người trong khu chế xuất, khu công nghiệp. Sở Lao động Thương binh và Xã hội cho biết, sau khi kinh phí được phê duyệt, sẽ được chuyển về quận, huyện, thành phố Thủ Đức và chuyển về tài khoản của các doanh nghiệp để doanh nghiệp chi trả cho người lao động theo quy định không quá 2 ngày. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết mức hỗ trợ sản xuất nông nghiệp bị thiệt hại quy định từ năm 2017, trong khi giá thị trường hiện nay đã biến đổi rất nhiều. Do vậy, mức hỗ trợ thấp và không phù hợp với thời điểm hiện tại. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề xuất nâng mức hỗ trợ đối với cơ sở sản xuất lên 1,25 đến 2 lần so với hiện tại. Luật thủy lợi và văn bản giới luật đã đem lại những hiệu quả tích cực, làm thay đổi nhận thức của người dân trong quyền và nghĩa vụ đối với an ninh nguồn nước và đóng góp vai trò rất quan trọng trong việc quản lý, khai thác công trình thủy lợi, hạ tầng cơ sở kỹ thuật, phục vụ cho sản xuất nông nghiệp và đa ngành kinh tế. Tuy nhiên, sau gần 4 năm chính thức đi vào cuộc sống, theo đặc thù của từng địa phương, việc quản lý, sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi đã xuất hiện những hạn chế, cần sự vào cuộc của các cơ quan liên quan để tháo gỡ. Tỉnh Yên Bái có hơn 2.300 công trình và cụm công trình thủy lợi. Thời gian qua, tỉnh đã thực hiện rà soát kết cấu hạ tầng thủy lợi. Tuy nhiên, việc này chỉ dừng lại ở thống kê danh mục do đa số các công trình thủy lợi được xây dựng từ lâu, không có hồ sơ để xác định nguyên giá nên không xác định được giá khấu hao. Đây cũng là vấn đề mà hầu hết các địa phương đang gặp khó. Với trách nhiệm của Tổng cục Thủy lợi, thì chúng tôi cũng đã có dự thảo và trình các cơ quan liên quan của Bộ, trực tiếp là Bộ Tài chính của Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn. Trong tháng tới, thì Bộ Tài chính sẽ chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan để sớm trình Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn ban hành cái giá quy ước để các địa phương có thể vận dụng được trong thực tế. Tổng cục Thủy lợi cũng yêu cầu các địa phương cần tăng cường tuyên truyền phổ biến luật thủy lợi để nâng cao nhận thức cho chính quyền cấp cơ sở, đặc biệt là người dân trong công tác quản lý, khai thác công trình thủy lợi, để người dân hiểu sâu sắc hơn vai trò trách nhiệm của mình trong quản lý, phát triển hệ thống thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng. Tối qua tại quảng trường Đại đoàn kết thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai đã khai mạc hội chợ triển lãm thương mại và giới thiệu sản phẩm ô cốp khu vực Tây Nguyên Gia Lai và giao thương doanh nghiệp Nhật Bản năm 2022. Đây là hoạt động nằm trong tuần lễ các sự kiện chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập tỉnh Gia Lai, ngày 24 tháng 5 năm 1932, ngày 24 tháng 5 năm 2022. Tham gia hội chợ triển lãm thương mại và giới thiệu sản phẩm ô cốp khu vực Tây Nguyên Gia Lai có 250 gian hàng giới thiệu sản phẩm ô cốp, sản phẩm đặc trưng của các địa phương, các sản phẩm tiêu biểu của tỉnh Gia Lai, các tỉnh thành trong cả nước và các gian hàng của doanh nghiệp Nhật Bản, doanh nghiệp của một số quốc gia khác tại Việt Nam. Đây là cơ hội để các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất quảng bá, giới thiệu sản phẩm, tìm kiếm đối tác và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm đặc trưng, cũng như đa dạng hóa hoạt động xúc tiến đầu tư, hợp tác thương mại thông qua các chương trình giao lưu, gặp gỡ trao đổi văn hóa giữa các doanh nghiệp, các địa phương và Nhật Bản. Hội chợ diễn ra đến hết ngày 25 tháng 5. Thưa quý vị, với chủ trương lấy người dân làm trung tâm quá trình phục vụ, giảm thiểu chi phí xã hội trong quá trình thực hiện dịch vụ công, tăng cường công tác quản lý, hướng tới cơ sở, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác. Từ ngày hôm nay, ngày 21 tháng 5, hơn 3.000 công an xã trong toàn quốc sẽ triển khai đăng ký xe máy. Bên cạnh đó, các dịch vụ công của lực lượng cảnh sát giao thông được thực hiện trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia và Cổng Dịch vụ Công Bộ Công an. Để chuẩn bị cho công tác đăng ký xe mô tô tại công an cấp xã, đăng ký xe ô tô tại công an cấp huyện, lực lượng công an đã tập huấn cho hơn 13.000 cán bộ về nghiệp vụ, quy trình công tác, ra soát các điều kiện về cơ sở vật chất, trụ sở làm việc, phương tiện kỹ thuật, nguồn nhân lực. Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội triển khai trong hai năm 2022-2023 bố trí tối đa 176.000 tỷ đồng đầu tư công.
các bộ ngành địa phương đã đề xuất thực hiện tổng cộng 13 dự án giao thông đường bộ với hơn 103.000 tỷ đồng từ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Bộ Giao thông Vận tải đề xuất 6 dự án, các địa phương đề xuất 7 dự án. Trong đó, các dự án do Bộ Giao thông Vận tải đề xuất sử dụng hơn 87.000 tỷ đồng từ chương trình phục hồi. 7 dự án địa phương dự kiến sử dụng hơn 15.000 tỷ đồng từ chương trình. Phần vốn còn lại cân đối trong kế hoạch đầu tư công trung hạn, ngân sách địa phương cùng tham gia. Đề án quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không sân bay toàn quốc vừa được Hội đồng Thẩm định Nhà nước trình Thủ tướng xác định vị trí sân bay thứ hai của vùng thủ đô đặt ở khu vực Đông Nam Hà Nội. Theo đó, vị trí nghiên cứu quy hoạch sân bay thứ hai cho vùng thủ đô được Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đề xuất tại khu vực huyện Thường Tín. Đây là vị trí tránh được vùng núi và thời tiết bất lợi ở khu vực phía Tây Hà Nội như đề xuất trước đó. Ít ảnh hưởng đến máy bay tiếp cận sân bay Nội Bài. Tuy thống nhất vị trí nghiên cứu tại Thường Tín, nhưng vị trí cụ thể sẽ nghiên cứu khi quy hoạch tổng thể được phê duyệt. Theo thông tin từ Tổng cục Du lịch Hàn Quốc tại Việt Nam, kể từ ngày 1 tháng 6 tới đây, visa du lịch ngắn hạn C3 được cấp trở lại cho khách du lịch nước ngoài đến Hàn Quốc sau thời gian tạm ngừng từ ngày 14 tháng 3 năm 2020. Với việc cấp trở lại visa du lịch cho du khách Việt Nam, Tổng cục Du lịch Hàn Quốc tại Việt Nam đồng thời triển khai chiến dịch Travel to Korea Begins Again với nhiều hoạt động đa dạng dành cho du khách Việt Nam cũng như hỗ trợ đặc biệt dành cho các đơn vị công ty du lịch nhằm thúc đẩy phục hồi thị trường du lịch Hàn Quốc tại Việt Nam. Chuyển sang các thông tin thể thao. Mở đầu là một thông tin vui, đặc biệt là đối với những người đam mê môn thể thao bóng bàn. Sau 19 năm, bóng bàn Việt Nam mới có một tay vợt giành huy chương vàng bóng bàn đơn nam ở đấu trường SEA Games, đó là Nguyễn Đức Tuân, vận động viên người Hải Dương. Tại trận chung kết nội dung đơn nữ là trận tranh tài của hai tay vợt của Thái Lan, Orawan Paranang đã giành huy chương vàng với chiến thắng 4-2 trước Suthasini Sawetabut. Tại trận chung kết nội dung đơn nam, vận động viên Nguyễn Đức Tuân của Việt Nam đã giành chiến thắng 4-1 đầy thuyết phục trước vận động viên Pakom Sawunasin của Thái Lan để giành chiếc huy chương vàng quý giá cho bóng bàn Việt Nam. Không khí khán giả rất là nhiệt tình và đông vui. Cảm ơn khán giả đã đến động viên cho em để em có thể tinh thần tốt nhất. Em sẽ được cố gắng và tiếp tục phấn đấu để có thể đạt được thành tích cao hơn nữa. Như vậy, sau 8 ngày thi đấu đầy căng thẳng, đội tuyển bóng bàn Việt Nam đã giành được huy chương vàng và đồng nội dung đơn nam, huy chương đồng đồng đội nam và đồng đội nữ, huy chương đồng nội dung đôi nữ. Với sự nỗ lực, cố gắng bền bỉ, nhiều vận động viên đã thi đấu thành công, mang về những tấm huy chương quý giá cho đoàn thể thao Việt Nam. Để có được những thành công ấy, không thể thiếu sự cổ vũ tinh thần đến từ người thân gia đình. SEA Games 31 được tổ chức trên sân nhà càng giúp cho các vận động viên có được sự cổ vũ động viên to lớn để tỏa sáng và thăng hoa khi thi đấu. Nguyễn Bá Sơn là vận động viên đội tuyển vật Việt Nam. Anh vừa giành được tấm huy chương vàng ở hạng kg 77kg. Trong suốt thời gian thi đấu, anh luôn nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của người thân trong gia đình và bạn bè. Tổng đoàn của tôi là gồm 47 người, từ Đông Nam, Hải Đức, Hà Nội. Còn ở Huế thì có một người thôi đi ra bên này để cổ vũ cho cháu Nguyễn Bá Sơn, là rất hồi hộp và cảm động, sung sướng. 14 năm con gái theo đuổi khiêu vũ thể thao là 14 năm ông Nguyễn Trường Sơn đồng hành cùng con ở mọi giải đấu. Với ông, thành công của con là niềm tự hào của cả gia đình. Mục đích của chúng tôi là gì? Tức là muốn phát triển toàn bộ những cái đam mê của con, miễn làm sao con phát triển được đam mê. Chúng tôi tham gia bộ môn này thì điều quý giá nhất chính là sự đồng hành và cổ vũ của gia đình cả hai bên. Và chính cái sự đồng hành, cổ vũ đấy nó đã khiến cho chúng tôi cảm thấy lúc nào cũng tràn trề năng lượng và lúc nào cũng tự tin. Với kình ngư Nguyễn Huy Hoàng, không một ngày thi đấu nào tại SEA Games năm nay thiếu vắng sự cổ vũ của gia đình. Khán đài của SEA Games 31 luôn là nơi đoàn tụ đầy cảm xúc. Bác rất tự hào về cháu, có là cố gắng làm sao là có sức khỏe để đi cổ vũ và động viên cho cháu. Lúc nào rảnh rồi thì Hoàng mới bắt đầu có cái gia đình ngồi lại tâm sự một tí rồi tôi chắc cũng được nhiều. Bởi vì cháu đi theo đoàn, cho nên là cũng phức tạp lắm. Hơn ai hết, sự quan tâm ủng hộ của gia đình, bạn bè và các khán giả là yếu tố quan trọng giúp cho các vận động viên tự tin, bản lĩnh và mang vinh quang về cho thể thao nước nhà. Trong phần tin quốc tế,
Nga chính thức cắt nguồn khí đốt sang Phần Lan. Vaccine có hiệu quả chống lại bệnh đậu mùa khỉ đến 85%. Dòng khí đốt từ Nga sang Phần Lan sẽ ngưng hoạt động kể từ sáng nay ngày 21 tháng 5. Đây là thông báo vừa được công ty khí đốt Gazprom của Phần Lan đưa ra. Trong tuyên bố của mình, công ty khí đốt Gazprom của Phần Lan cho biết tập đoàn năng lượng Gazprom của Nga thông báo sẽ ngừng cung cấp khí đốt tự nhiên kể từ sáng ngày 21 tháng 5. Tuy nhiên, Gazprom sẽ tiếp tục cung ứng khí đốt cho khách hàng trong nước bằng các nguồn khí đốt khác thông qua đường ống dẫn Baltic Connector, đồng thời khẳng định nguồn cung khí đốt sẽ không bị gián đoạn. Hôm 17 tháng 5, Gazprom cảnh báo Nga sẽ sớm cắt khí đốt sang Phần Lan ngay trong tuần vì nước này từ chối thanh toán cho công ty Gazprom của Nga bằng đồng rúp. Trong khi đó, nhóm các nền công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới G7 hôm 20 tháng 5 đã cam kết viện trợ thêm 9,5 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine. Thông cáo kết thúc hội nghị Bộ trưởng Tài chính G7 cho biết, với khoản tiền bổ sung 9,5 tỷ đô la Mỹ trên, kể từ đầu năm tới nay, G7 đã cam kết dành cho Kiev tổng cộng 19,8 tỷ đô la Mỹ nhằm hỗ trợ Ukraine trang trải các khoản chi tiêu, cũng như giúp đảm bảo cung cấp các dịch vụ cơ bản cho người dân nước này. Tuy nhiên, hiện chưa rõ khoản tiền bổ sung sẽ được cung cấp cho Ukraine dưới dạng viện trợ không hoàn lại hay các khoản cho vay ưu đãi. Trong ngày 20 tháng 5, EU cũng tiếp tục giải ngân thêm 600 triệu euro trong khoản tín dụng trị giá 1,2 tỷ euro đã cam kết cho Ukraine. Chính phủ Mỹ ngày 20 tháng 5 đã công bố 3 biện pháp mới nhằm chống lại những tội ác thù hận ở nước này sau vụ xả súng hàng loạt tại Buffalo hồi tuần trước. Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Merrick Garland cho biết, biện pháp thứ nhất là chính phủ Mỹ sẽ đưa ra một hướng dẫn mới nhằm tăng cường nhận thức về tội ác thù hận trong đại dịch. Biện pháp thứ hai là Bộ Tư pháp Mỹ đã chỉ định bà Ana Paula Noguez Mercado làm điều phối viên tiếp cận ngôn ngữ toàn thời gian đầu tiên của bộ này, do tiếp cận ngôn ngữ là một rào cản lớn đối với việc ghi nhận những tội ác thù hận và các vụ việc thù hận. Biện pháp thứ ba, Bộ Tư pháp Mỹ sẽ cấp 10 triệu đô la Mỹ cho các chương trình mới nhằm giải quyết tội ác thù hận. Trước đó, chiều 14 tháng 5, một người đàn ông đã nổ súng vào những người có mặt tại một cửa hàng tạp hóa ở Buffalo, khiến ít nhất 10 người thiệt mạng và 3 người bị thương. Đối tượng nổ súng đã bị bắt giữ tại hiện trường. Tổ chức Y tế Thế giới WHO công bố dữ liệu cho thấy vaccine phòng bệnh đậu mùa hiện nay có hiệu quả chống lại bệnh đậu mùa khỉ lên đến 85%. Mặc dù là hiện tượng đáng báo động, nhưng các chuyên gia cho rằng bệnh đậu mùa khỉ không có khả năng lây lan nhanh như COVID-19. Cơ quan Y tế Anh cho biết hiện chưa có vaccine phòng ngừa virus gây bệnh đậu mùa khỉ, nhưng vaccine phòng bệnh đậu mùa vẫn phát huy tác dụng đối với căn bệnh này. Đậu mùa khỉ là virus hiếm gặp, tỷ lệ tử vong của bệnh là khoảng 10%. Virus có thể xâm nhập qua vết thương ngoài da, đường hô hấp, mắt, mũi hoặc miệng, lây qua giọt bắn hô hấp hoặc dịch thể. Triệu chứng bệnh xuất hiện trong vòng 5 đến 21 ngày kể từ khi nhiễm virus, bao gồm sốt, phát ban, đau cơ. Vaccine ngừa COVID-19 Convindesia do công ty dược phẩm CanSino Biologics của Trung Quốc sản xuất vừa được Tổ chức Y tế Thế giới WHO phê duyệt vào danh sách các loại vaccine ngừa COVID-19 được sử dụng khẩn cấp trên thế giới. Thông báo của WHO cho biết vaccine Convindesia phù hợp với tiêu chuẩn phòng ngừa virus COVID-19 với hiệu quả đạt 64% đối với các ca có triệu chứng và 92% đối với các ca nặng. Đây là loại vaccine thứ ba của Trung Quốc được WHO phê duyệt sử dụng khẩn cấp sau hai loại vaccine của Sinovac và Sinopharm. WHO khuyến nghị sử dụng vaccine Convindesia tiêm một liều duy nhất 0,5ml cho nhóm đối tượng từ 18 tuổi trở lên để phòng ngừa COVID-19. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Thời sự trưa của Truyền hình Nhân dân. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.